Rồi chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn. Thì các bạn, hôm nay hai anh em mình bắt đầu đi thăm lợp nha các bạn. Mấy hôm nay bạn mình nó bận công việc, nó không có đi được nha các bạn. Bận quá các bạn ơi, hôm nay trời mưa nè, nên không có đi làm, nên đi với Hậu làm clip nha anh em. Rồi bắt đầu cái lợp đầu tiên các bạn ơi. Chỗ mình nó mới mưa xong nha các bạn. Không gà là tôi gọi xuống dưới này không? Sâu không? Sâu. Lúc đầu nó cạn à, tôi lội cái nó đúng quá. Không biết sâu không nó gì nữa. Cá này mấy hôm bữa nó dính mình không có đời dời điểm nha các bạn. Được con thôi nhỉ. Ủa biết nhỏ à. Ừ. Vô rồi. Đó. À, được em nha các bạn. Con này cũng trọng mà. Cái này hôm bữa nó dính hoài à. Con cũng chạy nhà nổi banh đậu hết trơn. Đậu ấy ha. Con đổ mẹ ra ngoài luôn đi. Đậu đi. Này gửi sao vậy? Có móc không? À, móc đây nè. Cho bạn mình đổ ra các bạn. Tháo luôn hả? Đâu đừng tháo, nó có cái dây rút nữa. Cúp con theo cái đường này nè. Bung bung nó ra chút nó ra được rồi. Còn có một. Con này chắc cỡ 200 gram có. Cậu bị xong rồi rồi luôn đó. Nè các bạn ơi. Quá đã. Thấp. Con đầu tiên các bạn ơi. Mỏ nó chạy. Bỏ vô luôn mày. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Cái đầu tiên thấy dính cá lóc cũng trọng trọng nha các bạn. Cái đường này nó mới là đổ đá nha các bạn. Cái đoạn đường này là hôm bữa hai anh em mình đi bắt cá rô các bạn. Cái này nó mới đổ đá nó làm đường lại. Nghe tiếng nữa kìa. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Nó về cỏ nó lạc lợp. Chết hết lần. Cái này chết ngắt hết các bạn. Nó dính hai con chết queo chừng. Lóc. Không gà không đi thăm sình nữa. Hả? Đổ bỏ luôn bây giờ bắt gì nữa, bắt cái lô cái sạch thôi. Đổ ngoài thôi. Đổ đi. Đủ năm. Cá chết rồi nghe mọi người ơi. Giờ đổ bỏ thôi. Trời ơi thúi quá thúi. Mồi này là đặt chấm đuôi một cái vậy là về khỏi cái mồi luôn. Ồ.
Bấm đi lên quần gác được 3 con. Được mấy con cá sặc nha anh em. Về kho tiêu luôn. Giờ đặt lại chỗ cũ nha anh em. Bên đây người ta cũng đây người ta cũng đang đặt lợp nè. Rồi tiếp tục cái thứ ba nha các bạn. Cái là hôm bữa mình về điểm không có dính luôn. Trời dưới mưa nè các bạn. Cái gì nghe chừng. Ừ, nó chết hết luôn rồi. Tơi luôn các bạn ơi. Em nó đang cầm nó có dính không nữa. Ủa cái chết nữa. Ủa, được mấy cá rô. Cái con cá lóc chết rồi. Cá gì khó bắt quá ta. Cá gì khó bắt quá. Mình đổi thành quả của bữa nay cho các bạn xem nha các bạn. Hai cá sặc nhiều. Con này cũng trân trọng ha. Cá này chắc vô không gạt. U xanh nó không có quậy. Thành quả 4 cái lọt bữa nay anh em mình được nhiêu đây nha các bạn. Hai con cũng trọng trọng nè. Thôi clip. Cá này các bạn. Con này chắc 100 ngoài. Thôi mình cũng xin tạm dừng clip đây nha các bạn. Hẹn gặp lại với các bạn vào clip tiếp theo nha.